Chương 611, hạt sen màu đỏ nhóm dị sinh vật lúc này cũng không có tâm tư đánh giết tiếp, cả đám đều liều mạng xông tới chỗ hạt sen, khổng tước làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, trực tiếp liền bổ tới đài sen. Mặc dù Hàn Sâm có lòng đi qua đoạt, nhưng mà vì cản trở Tiểu Ngân Hồ nên đã chậm một bước, mất đi cơ hội, đi qua cũng không còn kịp nữa rồi. Mắt thấy khổng tước đã sắp một chúng đài sen, lại đột nhiên chỉ thấy một hạt sen màu đỏ máu bên trong đài sen, vậy mà tự nứt ra, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là đột nhiên tách ra hai đôi cánh trong suốt mỏng như cánh ve, vỗ cánh từ trong đài sen bay lên, hạt sen màu đỏ máu kia bay lên, thoáng cái đã đâm vào mặt khổng tước, lập tức chỉ thấy khổng tước phát ra một tiếng rú thảm trên mặt lập tức sưng lên một cục u màu đỏ máu liên tiếp lui về phía sau kêu thảm thiết vỗ cánh bay thẳng lên trên trời cũng không quay đầu lại chạy mất đối với thảm trạng của khổng tước tựa hồ như không thấy con tôm hùm kia cũng đánh về phía đài sen chỉ là một giây sau bên trong đài sen lại có mấy hạt sen màu đỏ máu vỗ cánh bay lên xông về phía con tôm hùm kia hung hăng đâm lên bên trên giáp sát của tôm hùm gào tôm hùm lập tức tiếng kêu dây liên hồi thối lui thật nhanh về phía sau liều lĩnh phóng tới biển cả rất nhanh đã biến mất ở trong biển rộng hàn sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm lúc này hắn đã thấy rõ những đồ vật màu đỏ hồng đó đâu phải là hạt sen màu đỏ máu gì căn bản chính là từng con ong độc toàn thân đỏ như máu óng ánh giống như là tác phẩm nghệ thuật do hồng bảo thạch điều khắc ra sau lưng mỗi một con ong độc đều có độc châm màu máu đỏ vừa rồi hàn sâm đã nhìn tận mắt thấy ong độc dùng gai độc đâm xuyên qua lông vũ khổng tước cùng giáp sát của tôm hùm mà ngay cả sinh vật như khổng tước đều bị độc làm nổi lên bong bóng ở trên mặt đủ biết độc tính của nó mãnh liệt cỡ nào ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết như khổng tước và tôm hùm đều bị dọa chạy như vậy lúc này hàn sâm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát trong lòng âm thầm may mắn mình không đi qua nếu không nói không chừng kết cục còn thảm hại hơn cả khổng tước và tôm hùm từng con huyết độc phong từ bên trong bay ra hàn sâm không biết rốt cuộc chúng là do hoa sen sinh ra hay là ông chúa rót trứng vào bên trong hạt sen nhưng mà tình huống hiện tại cũng đã rất rõ ràng ở bên trong cũng không có chỗ tốt gì tất cả đều là một cái bẫy dập đáng sợ 18 con ong độc đã toàn bộ vụ cánh bay ra chỉ cần bị gai độc của chúng đâm chúng mặc kệ là dị sinh vật nguyên thủy hay là dị sinh vật thần huyết thân thể đều trực tiếp nổi lên bong bóng giống như là máu bên trong xương thịt đều bị hòa tan thành chất lỏng, cuối cùng càng phòng càng lớn, thân thể trực tiếp đổ tung hóa thành độc độc vẩy ra tứ tán, dị sinh vật bị độc dịch chạm đến, mặc dù không thảm giống như bị huyết độc phong đốt chúng, nhưng cũng lập tức có bệnh trạng chúng độc, trên người nổi lên bong bóng, chúng ta đi. Hàn Sâm ôm tiểu ngân hồ liều mạng chạy trốn tới bờ biển, tốc độ của những con huyết độc phong kia cực nhanh, nếu như bị chúng nhìn chằm chằm vào vây đốt, Hàn Sâm không biết thân thể mình có thể chịu được hay không, đâu tính như vậy thật sự quá đáng sợ, đã không có huyễn quang của khổng tức nữa, tiểu ngân hồ cùng nữ hoàng đều mở mắt ra hiện tại mùi thơm ngát kia đã rất nhạt không chỉ là tiểu ngân hồ những dị sinh vật khác cũng đều phục hồi lại tinh thần liều mạng lui về trong biển cả chỉ là đã chết quá nhiều dị sinh vật toàn bộ đảo nhỏ đều là cảnh tượng địa ngục cũng không biết có bao nhiêu dị sinh vật bị trôn thây ở đây hai người một hồ đi theo đàn thú cùng trốn về biển cả lúc này vậy mà những dị sinh vật đó cũng không công kích bọn họ từng con đều chỉ lo trốn chạy chứ chết còn tưởng rằng có thể kiếm chút chỗ tốt thật không ngờ lại là một mối họa lớn trong lòng hàn sâm buồn bực quay đầu lại nhìn thoáng qua lập tức quá sợ hãi chỉ thấy một con trong số 18 con huyết độc phong vậy mà đang bay tới bọn họ bên này, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, giống như là một ngôi sao trời màu đỏ máu xẹt qua hư không, người không may, uống miếng nước lạnh đều thấy răng, nhiều dị sinh vật như vậy mày không nhìn chằm chằm vào, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm vào chúng tao làm gì, Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ, lực lượng toàn thân đều không giữ lại chút nào bùng phát ra, tim đập loạn như sấm, máu trong cả người đều đang lao nhanh gào thét, linh cảm cũng tăng lên đến một trình độ đáng sợ, Nếu hoàng nhìn thấy tốc độ của Hàn Sâm vậy mà không hề chậm hơn cô ta, trong lòng rất là kinh ngạc, biết Hàn Sâm nhất định đã mở ra khóa gen, nếu không thì không thể có tốc độ như vậy chỉ là nhưng hiện tại không phải lúc do đo những chuyện này chỉ cắn răng tiếp tục cùng hàn sâm chạy chối chết chạy trước nữ hoàng phát hiện vậy mà tốc độ của hàn sâm còn nhanh hơn cô ta cô ta toàn lực chạy mà đã có chút sắp không theo kịp hàn sâm rồi lúc này hàn sâm cũng phát hiện ra sau khi hắn mở ra khóa ghen vậy mà tốc độ còn nhanh hơn nữ hoàng trong lòng không khỏi có chút vui mừng mặc dù băng cơn ngọc cốt không giao phó cho hắn năng lực đóng băng nhưng mà lại tăng cường lực lượng tựa hồ còn mạnh hơn người mở ra khóa ghen bình thường chỉ là nhìn thoáng qua thì con huyết độc phong kia cách bọn họ càng ngày càng gần tâm tư cao hứng của hàn sâm liền không còn nữa hiện tại hàn sâm đã rất khẳng định mục tiêu của con huyết độc phong kia chính là ba người bọn họ nếu không đã sớm đuổi theo những dị sinh vật khác không có khả năng một mực đi theo đám bọn họ như vậy chỉ là hiện tại hàn sâm còn không rõ lắm con huyết độc phong này rốt cuộc là hướng về phía hắn và nữ hoàng hay là hướng về phía tiểu ngân hồ trong ngực hắn tách ra đi hàn sâm hô một tiếng với nữ hoàng liền tự mình hướng về một hướng khác bỏ chạy quả nhiên con huyết độc phong kia ngoặt một cái vậy mà hướng về hàn sâm bên này đuổi theo mẹ ơi quả nhiên là hướng về mình cùng tiểu ngân hồ mặc dù hàn sâm đã sớm có suy đoán nhưng cũng nhịn không được thầm bắn một câu trong lòng tốc độ của con huyết độc phong thật sự quá là nhanh dùng tốc độ của hàn sâm chỉ trong chốc lát đã bị nó đuổi theo lực lượng trên người hàn sâm hoàn toàn tuôn ra trong lúc bước chân chớp động tránh né một lần công kích của huyết độc phong con huyết độc phong kia vừa nhỏ vừa nhanh bắt thường căn bản không bắt được quỹ tích công kích của nó nếu không phải là hàn sâm có linh cảm kinh người dùng bát sắc không hoàn toàn cảm ứng được sự hiện hữu của nó nếu không căn bản ngay cả một đòn đều trốn không thoát mặc dù không nhìn thấy quỹ tích bay của con huyết độc phong nhưng hàn sâm dựa theo linh giác kinh khủng triển khai thân pháp động huyền kinh tránh né từng đợt công kích của con ong độc kia Tiêu Ngân Hồ ở trong ngực Hàn Sâm nhìn chăm chăm, điện màu bạc trong mắt nhấp nháy, nhưng tốc độ của huyết độc phong quá nhanh, nó cũng không tìm thấy cơ hội xuất kích. Hàn Sâm không biết mình có thể trèo chống được bao lâu, chỉ là vừa trốn tránh vừa hướng bờ biển chạy, hắn nhất định phải xông vào trong biển, bằng không đợi những con huyết độc phong khác phát hiện ra tình huống bên này, tất cả xông tới, linh cảm của Hàn Sâm có lợi hại hơn nữa cũng không thể tránh được 18 con ong đầu công kích, đừng nói 18 con, chỉ sợ lại đến thêm một con, Hàn Sâm đều không có dư lực để ứng phó. Đối phó với một con này, Hàn Sâm đã hoàn toàn dựa vào trực giác vượt mức bình thường để phán đoán, căn bản không thể sử dụng thất giác tập trung vào con huyết độc phong kia, nữ hoàng đã chạy đến một bên biển cả nhìn thấy hàn sâm bị huyết độc phong cuốn lấy cắn răng triệu hồi ra một ngọn phi đao nhắm tới hàn sâm bên kia nhưng mà cô không thấy rõ quỹ tích của con huyết độc phong cho dù có thể dự phán ra hành động của nó phi đao cũng không thể bắn chúng chương sáu năng lực nhận biết mạnh mẽ hàn sâm muốn chạy trốn vào trong biển nhưng lại bị huyết độc phong ngăn cản không có cách nào tới gần biển cả hắn chỉ có thể căn cứ theo quỹ tích công kích của huyết độc phong lựa chọn phương hướng tránh né chứ không thể tự kiềm chế quyết định phương hướng đảo tàu mặc kệ hàn sâm bố cục như thế nào đi nữa dưới tình huống tốc độ kém quá nhiều căn bản không có bất cứ tác dụng gì thân hình của con huyết độc phong chỉ lé lên liền dễ dàng phá hủy tất cả tính toán của hàn sâm trên thực tế hàn sâm có thể kiên trì lâu như vậy mà không bị huyết độc phong đâm trúng đã khiến cho nữ hoàng rất giật mình nếu nữ hoàng thay vào chỗ hàn sâm cô phát hiện nếu là mình đã sớm bị ong độc đâm trúng căn bản không thể kiên trì đến hiện tại hàn sâm có thể né tránh công kích của con huyết độc phong theo nữ hoàng thấy đã không có quan hệ gì với bố cục nữa càng giống như là hàn sâm có một loại năng lực tiên tri trong tích tắc trước khi huyết độc phong xuất kích hàn sâm đã trốn tránh ra rồi bằng không đợi con huyết độc phong kia động mới trốn tránh dùng tốc độ của Hàn Sâm căn bản không có khả năng né tránh, dưới tình huống không có bố cục lại có thể làm được điểm này, cho nữ hoàng một loại cảm giác rất tự nhiên, Hàn Sâm hẳn có năng lực tiên tri, trên thực tế cũng gần như thế, mặc dù bát giác của Hàn Sâm chưa hoàn toàn mở ra, nhưng mà năng lực nhận biết đã có chút vượt mức cảm ứng, cũng đúng như nữ hoàng nghĩ như vậy, hắn là trước khi ông độc hành động, đã cảm giác được bộ vị cùng con đường mà ông độc muốn công kích, cho nên mới có thể tránh ra, nếu đổi một người khác, cho dù thân pháp cùng tốc độ đều mạnh hơn hắn nhiều, cũng không thể tránh được công kích như vậy, nữ hoàng ở xa xa dùng phi đao ngắm thật lâu cũng tương tự như tiểu ngân ngân không tìm thấy cơ hội xuất thủ, cắn răng một cái, lại gọi ra một tấm chắn thần huyết, xông về phía Hàn Sâm bên kia. Đừng tới đây, Hàn Sâm nhìn thấy nữ hoàng vậy mà lao đến, trong lòng không khỏi kinh hãi, mặc dù dịch thiên thuận lợi hại, nhưng mà ở dưới tốc độ của huyết độc phong, cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Nữ hoàng lại không để ý đến Hàn Sâm, chỉ là chạy tới vị trí cách Hàn Sâm gần một chút, sau khi nhìn trong chốc lát, đột nhiên cầm tấm chắn trong tay ném ra ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng, "Chạy!" Hàn Sâm nhìn thấy quỹ tích của tấm chắn kia, vậy mà vừa vặn chặn con đường công kích của huyết độc phong, năng lực dự phán mạnh mẽ, liền Hàn Sâm đều có chút giật mình, quả nhiên không hổ là nữ hoàng trong lòng hàn sâm mừng rỡ trong nháy mắt mượn tấm chắn ngăn cản con đường công kích của huyết độc phong mau chóng chạy tới bờ biển con thế nhưng mà huyết độc phong lại trực tiếp coi như không có gì cứ thế xuyên thấu qua tấm chắn thần huyết tốc độ không giảm chút nào tiếp tục phóng tới hàn sâm mảnh liền ở trong nháy mắt này phi đao trong tay nữ hoàng phá không nay tới hung hăng đụng vào con huyết độc phong kia phi đao vỡ tan hóa thành một màn ánh sáng lạnh bao phủ con huyết độc phong đỉnh đầu của con huyết độc phong kia bị chém một đao vậy mà không bị thương một chút nào sau khi vụ cánh tránh né mấy đạo tia sáng lạnh lại nhanh chóng truy đuổi theo hàn sâm lợi dụng một chút thời gian do nữ hoàng sáng tạo này hàn sâm tổng cộng mới chạy chưa đến 10 mét huyết độc phong đã tiếp tục đuổi theo nhưng mà hàn sâm lại phát hiện một chuyện mặc dù con huyết độc phong kia có thể đâm xuyên qua tấm trán thần huyết bị phi đao chém trúng đỉnh đầu cũng không bị thương một chút nào nhưng mà lúc đối mặt với mảnh vỡ phi đao tán loạn công kích nó lại hơi tránh né vài cái nhưng mà việc này cũng không đại biểu là nó sợ những mảnh vỡ đó trái lại có vài mảnh vỡ đánh lên trên người nó căn bản không thể làm nó bị thương chuyện này liền có chút kỳ quái có ít mảnh vỡ nó không thèm trốn có ít mảnh vỡ bắn tới lại tránh qua vậy chỉ có một loại khả năng chính là trên người nó có chỗ yếu không muốn để cho chỗ yếu hại của mình bị chạm đến dùng năng lực nhận biết mạnh mẽ của hàn sâm mặc dù hắn vẫn đưa lưng về phía con huyết độc phong nhưng mà tất cả những biến hóa nhỏ bé vừa mới phát sinh cũng đã hiện rõ trong đầu hàn sâm biết rõ vị trí huyết độc phong tránh thoát chính là vị trí eo của nó chỗ thân thể trước sau tiếp giáp giống như eo nhỏ của phụ nữ nơi đó có một đoạn bộ vị mảnh khảnh nhất tất cả mảnh vỡ phi đào bán tới nơi đó đều bị huyết độc phong tránh né một ít mảnh vỡ khác huyết độc phong lại không quá mức để ý tới chính là chỗ đó trong mắt hàn sâm lóe lên dị sắc dưới sự gia trì của thú hồn tuyết nữ thân thể tản ra từng cơn hàn khí, mà trong đại não Hàn Sâm lại vô cùng tỉnh táo, không mang theo một tia cảm tình của nhân loại, thậm chí không biết sợ hãi là gì. Trong lúc đó, Hàn Sâm ngừng lại, con mắt nhìn chòng chọc vào huyết độc phong đang rông tới phía hắn, cậu làm gì thế? Nữ hoàng chấn động, con huyết độc phong kia lợi hại như thế, vậy mà Hàn Sâm muốn tử chiến, đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Thế nhưng mà một màn phát sinh kế tiếp, lại làm cho đồng tử của nữ hoàng mạnh mẽ co rút lại, chỉ thấy con huyết độc phong kia lóe lên trước mặt hàn sâm nữ hoàng căn bản là không nhìn thấy con huyết độc phong đâm về phía nào nhưng mà bàn tay của hàn sâm lại mạnh mẽ động cơ hồ là không thể tin tưởng hàn sâm hóa trường làm đao một trường cắt chéo xuống nhanh như là tia chớp vậy mà ở trong hư vô chém chúng con huyết độc phong không biết làm sao bay đến nơi đó hơn nữa đánh chính là eo nhỏ của con huyết độc phong liền vũ khí cấp thần huyết duy nhất một lần đều không khiến cho huyết độc phong lùi bước vậy mà thân hình nó lại mạnh mẽ xoay một cái tránh né một nhát chém này của hàn sâm không thể đánh trúng huyết độc phong nhưng mà lại để cho hàn sâm càng thêm biết rõ eo đúng là nhược điểm của nó như vậy thì không cần tránh né nữa rồi hàn sâm vừa lui vừa ra tay trận đánh huyết độc phong còn huyết độc phong kia rất không muốn bị chém trúng eo cho nên mỗi lần bị công kích đều chủ động né tránh cũng không cùng hàn sâm liều mạng rốt cục hàn sâm đã có cơ hội thở dốc từng bước một lui ra bờ biển nữ hoàng đã thối lui vào trong biển rộng nhảy vào trong nước biển chỉ lộ ra một cái đầu đứng ở xa xa nhìn hàn sâm hàn sâm vậy mà mỗi lần đều có thể đúng lúc chém chúng con huyết độc phong nhưng mà tốc độ của hắn lại chậm hơn huyết độc phong rất nhiều điều này làm cho đôi mắt đẹp của nữ hoàng chớp liên tục đây cũng không phải là bố cục mà là một loại dự phán ở tầng thứ cao hơn nữ hoàng nhìn một trận chiến này giữa hàn sâm cùng huyết độc phong trong lòng đã ẩn ẩn có cảm giác nhưng mà lại nói không rõ ràng rốt cuộc là vì cái gì có loại cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa bịch hàn sâm rốt cuộc đã thành công nhảy vào trong biển rộng còn huyết độc phong kia còn sợ nước hơn cả bạch hổ mà nó cũng không có thủ đoạn cưỡi gió như bạch hổ không muốn tự mình xuống nước cũng chỉ là xoay vài vòng ở chỗ hàn sâm vào nước tiên bay trở về hòn đảo vào tới những dị sinh vật chưa kịp lui về biển cả khác dấu kỹ quá nhỉ sau khi thoát khỏi nguy hiểm nữ hoàng nhìn hàn sâm lạnh lùng nói một câu khụ khụ tôi cũng là vừa mới mở ra khóa ghen đó là bị ép tới bất đắc dĩ thời khắc sinh tử đốn ngộ đối mặt với tử vong mới đại bạo phát hàn sâm hắc hắc giải thích biết chuyện mình đã mở ra đạo khóa ghen thứ nhất không thể gạt được nữ hoàng nữa rồi nữ hoàng trợn trắng mắt không còn chút máu lời nói chuyện cùng hắn trực tiếp gọi đại kình ngư ra nhảy lên cảm ơn hàn sâm ông tiểu ngân hồi đi lên theo thì tình thành ý nói nếu như không phải là hai đòn của nữ hoàng làm lộ ra nhược điểm của con huyết độc phong chỉ sợ chưa chắc hàn sâm đã có thể trốn ra được chương sáu thu bảo cái huyết lần giáp này là của tôi chúng ta hủy nhau nữ hoàng nhíu mày nhìn tới phương hướng hòn đảo chỗ đó đã không có tiếng kêu thảm thiết nữa dị sinh vật chết thì chết trốn thì trốn đảo nhỏ đã khôi phục yên tĩnh thế nhưng mà trên đảo nhỏ lại là một mảnh cảnh tượng địa ngục khắp nơi đều là thi thể dị sinh vật làm người nhìn tê cả ra đầu cậu cảm thấy có cơ hội giết chết một con ong độc hay không nữ hoàng đột nhiên quay sang hàn sâm hỏi hàn sâm hiểu rõ ý tứ của nữ hoàng khẽ lắc đầu nói tốc độc cao nhất của tôi vẫn kém hơn huyết độc phong quá nhiều biết chỗ yếu hại của nó cũng vô dụng căn bản không chém chúng nó được hơn nữa hơn nữa cái gì nữ hoàng nhìn hàn sâm hỏi hơn nữa theo tôi thấy coi như là tôi có thể đánh trúng eo của nó chỉ sợ chưa chắc có thể thật sự làm nó bị thương tối đa cũng chỉ có thể làm nó chịu chút đau đớn mà thôi hàn sâm cũng có chút tự mình hiểu lấy trước kia lúc hắn đấu với kim mao hống liền mắt của kim mao hống đều đâm không thủng eo của con ong kia là nhược điểm cũng không thể yếu ớt hơn con mắt được chỗ hiểm chỉ là tương đối yếu ớt mà thôi nhưng mà do tố chất thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết rất cao cho nên chủ yếu của con huyết độc phong đối với hàn sâm mà nói căn bản cũng không thể xem là chỗ yếu nữ hoàng nhẹ nhàng thở dài sao cô ta lại không biết đạo lý này hơn nữa những con huyết độc phong đó còn có 18 con một con đã khủng bố như thế 18 con cùng lên đến nhiều người hơn nữa cũng là đi chịu chết lại không phải người người đều giống như hàn sâm có thể né tránh công kích của ong độc dù là nữ hoàng cũng không nắm chắc có thể tránh được công kích ở tốc độ như vậy hòn đảo bên kia hoàn toàn tĩnh mịch hai người xem trong chốc lát biết rõ ở đây đã không có hy vọng gì nữa liền chuẩn bị khống chế đại kính ngư rời đi thế nhưng mà tiểu ngân hồ lại đột nhiên từ trong ngực hàn sâm nhảy ra ngoài hóa thành một tia sáng màu bạc một lần nữa rông về hòn đảo tiểu ngân ngân mày làm gì đấy hàn sâm chấn động thật vất vả mới từ ở trên đảo trốn ra tại sao nó lại chạy trở về đừng đuổi theo hiện tại mười tám con ong độc kia đang ở cùng một chỗ nếu trở lên đảo bị phát hiện thần tiên cũng không thoát được nữ hoàng nói Cô ở nơi đây chờ chút, tôi đi bắt Tiểu Ngân Ngân trở lại. Hàn Sâm trực tiếp vào tới, cũng không phải là Hàn Sâm có ý định đi theo Tiểu Ngân Hồ liều mạng, hắn quá hiểu Tiểu Ngân Hồ rồi, con hàng này khẳng định không phải đi liều mạng, nếu không vừa rồi lúc Hàn Sâm cùng huyết độc phong chiến đấu, Tiểu Ngân Hồ sớm đã xông lên rồi, sao có thể chờ tới hiện tại, nhất định là ở trên đảo lại có biến cố gì rồi. Hàn Sâm đuổi theo Tiểu Ngân Hồ lên đảo, phát hiện Tiểu Ngân Hồ vào thẳng tới vị trí nguyên bản của hoa sen, căn bản là không có một chút do dự nào, Hàn Sâm triển khai linh giác, vậy mà không phát hiện ra tung tích của những âm độc đó ở trên đảo, chẳng lẽ là những con âm độc kia đã đi ra ngoài hoàng đảo? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc nhưng mà hàn sâm còn có chút tò mò mặc dù là những con ong độc đó đã đi ra khỏi hòn đảo nhưng mà sự thật đã chứng minh cây sen kia căn bản không phải là bào bối gì hạt sen bên trong chính là 18 con ong độc hiện tại tiểu ngân hồ lại chạy về thì còn có tác dụng gì chẳng lẽ là trong thi thể những dị sinh vật đó có đồ vật mà tiểu ngân ngân muốn lấy trong lòng hàn sâm thầm nghĩ người cũng đã đuổi theo tiểu ngân hồ đi tới núi nhỏ cảnh tượng xung quanh vô cùng thê thảm tiểu ngân hồ hoàn toàn không để ý đến thi thể của những dị sinh vật đó trực tiếp chạy tới vị trí đài sen kia sau khi 18 con huyết độc phong xuất thế cũng không biết có phải là bởi vì độc tính trên người chúng nó quá kịch liệt hay không bảy mảnh lá sen ở bên cạnh đã héo rũ chỉ còn lại đài sen đã mất đi hạt sen kia chờ chọi đứng ở chỗ đó tiểu ngân hồ không chút nghĩ ngợi trực tiếp há mồm cắn đài sen không có hạt sen xuống ở trong mồm mãnh liệt nhai đài sen trong suốt như ngọc kia rất nhanh đã bị nó nhai nát nhừ chưa chút cho tao chưa chút cho tao hàn sâm bắt được tiểu ngân hồ muốn để miệng của nó ra nhưng mà tiểu ngân hồ đã ọt ọt một tiếng toàn bộ nuốt xuống con mẹ nó mày cũng quá độc ác đi thiệt thòi mới vừa rồi tao còn dốc sức liều mạng cứu mày ai ngờ tên danh con mày vậy mà ăn mảnh tuyệt không lưu gì cho tao hàn sâm dậm chân chỉ trích tiểu ngân hồ tiểu ngân hồ vẫn không để ý tới hắn yêu nhã cúi đầu hít hà mặt đất sau đó dùng hai chân trước bắt đầu đào ở trên mặt đá mặt đá kia ở dưới móng của nó giống như là đậu hủ chỉ chốc lát sau đã bị nó đào ra một cái hố đá sâu gần hai mét có cái gì con mắt của hàn sâm lập tức phát sáng lên chỉ thấy dưới nhánh hoa phía dưới còn có một thứ gì đó một đoạn tuyết trắng nhỏ đã bị tiểu ngân hồ đào lên này này hồ ca hồ tỷ mặc kệ là cái gì tiểu ngân ngân mày đã khổ cực rồi chút nghỉ ngơi một chút loại việc nặng nhọc này để cho tao tới Hàn Sâm vội vàng nhảy vào trong hầm ôm lấy Tiểu Ngân Hồ đặt lên trên bả vai mình sau đó dùng hai tay đi đào thứ ở phía dưới hắn đây là sợ Tiểu Ngân Hồ giống như vừa rồi ăn một mình mới bằng lòng tự mình đi đào Hàn Sâm đào xuống không qua bao sâu vật kia đã hoàn toàn được đào lên là ba củ sen tuyết trắng lớn bằng cánh tay đứa trẻ con mỗi một củ đều chỉ dài mười mấy cm mặc dù là trong dưới đất nhưng mà chúng lại trắng sáng như tuyết quả thực giống như là băng tuyết ngưng tụ thành vậy còn tản ra từng luồng mùi thơm ngát hàn sâm cầm ba đoạn củ sen trong tay còn chưa kịp nhìn kỹ tiểu ngân hồ ở trên bờ vai đã mạnh mẽ bổ nhào về phía trước trực tiếp cắn xuống một đoạn răng rắc răng rắc nhai mình làm sao lại quên mất nó rồi bề ngoài của nó rất có tính lừa gạt mỗi lần đều quên nó trong lòng hàn sâm đang dì máu cũng không biết đây là bảo bối gì cứ như vậy bị tiểu ngân ngân ăn hết một phần ba còn lại những thứ này là của tao của mày đã ăn xong lập tức ánh mắt của tiểu ngân hồ lại nhưng nhìn sang bên này hàn sâm vội vàng ôm chặt hai đoạn củ sen Tiểu Ngân Hồ lại chạy đến bên chân Hàn Sâm, thân mật dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào bắp chân Hàn Sâm, giả ngu cũng vô dụng, cái này là của tao. Hàn Sâm vội vàng thu hai đoạn củ sen vào, lúc này mới nhấc Tiểu Ngân Hồ đang nũng nịu lên ôm vào trong ngực. Lúc này nữ hoàng cũng đã leo lên hòn đảo, đã leo tới biên giới ngọn núi nhỏ, Hàn Sâm vội vàng ôm Tiểu Ngân Hồ đi xuống, miễn để cô ta thấy tình huống bên này, nhưng con ong độc đó không biết đi nơi nào rồi, xem ra là đã đi rồi. Hàn Sâm đi tới trước mặt nữ hoàng, cười dạng dỡ nói, nó phát hiện ra cái gì? Nữ hoàng lướt mắt một cái đã thấy ngay Hàn Sâm dối trá, chỉ thẳng vào chỗ yếu hại, còn không phải là cái đài sen kia sao? Lúc tôi chạy đến, nó đã ăn hết toàn bộ, không hề chừa chút nào cho tôi, cũng không biết món đồ kia có tác dụng gì, làm tôi đau lòng chết đi được. Hàn Sâm hận không thể nạn đi ra hai giọt nước mắt cho nữ hoàng xem, nhưng thật sự là không nạn ra nổi. Ánh mắt của nữ hoàng rõ ràng cho thấy cực độ không tín nhiệm đối với Hàn Sâm, nhưng mà cũng không nói gì nữa, quay người lại đi tới bờ biển, hai người một hôm một lần nữa lên đường, hy vọng có thể sớm tìm thấy đất liền, chỉ là đã ở trên biển 4 năm ngày, nhưng đừng nói tới đất liền, liền một hòn đảo nhỏ được không thấy. Đột nhiên, xa xa trên mặt biển truyền đến một tiếng kêu kỳ dị âm thanh kia hàn sâm và nữ hoàng nghe đều có chút quen tai sắc mặt đều biến hóa chương 614, cơ hội hàn sâm nghe rõ ràng âm thanh kia chính là đến từ con chim khủng tước trước đó nó bị ong độc đốt lên trên mặt một cái liền bay trốn đi không nghĩ tới vậy mà lại gặp được ở chỗ này nó kêu to giống như tràn đầy thống khổ cùng bi trắng không phải là đã bị độc tổn thương đấy chứ nữ hoàng nhìn tới phương hướng tính chim hót truyền tới con mắt loài sáng nói nếu như quả thật bị độc làm tổn thương như vậy có khả năng đây là một cơ hội đầu tiên trong lịch sử để nhân loại san giết sinh vật siêu cấp thần huyết đi xem chẳng phải là sẽ biết sao mặt hàn sâm cũng lộ ra vẻ hưng phấn nếu như có thể kiếm lợi giết chết một con sinh vật siêu cấp thần huyết cho dù không chiếm được thú hồn kiếm chút thịt cũng tốt đấy hai người nhìn nhau đều thấy rõ tâm ý của đối phương nữ hoàng lập tức chỉ huy đại tình ngư hướng về phương hướng chim hót truyền tới âm thanh chim hót kia truyền vào trời cao giống như có thể nứt đá phá núi dị sinh vật ở phụ cận hình như đều bị kinh hãi cả dị sinh vật bên trong thiền không đều đã bay trốn ra rất xa đã đi được 30 đến 40 dặm rốt cục hàn sâm thấy được một hòn đảo nhưng mà hòn đảo kia rất nhỏ không bằng nói là một khối đá ngầm hơi lớn thì đúng hơn hiện tại con khổng tức kia đã rơi lên trên đá ngầm cả khuôn mặt đã thối rữa không còn hình dáng gì, miệng vết thương nổi đầy bong bóng cùng nước mù đã thối rữa, quả nhiên là bị độc làm tổn thương, Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vui mừng tự nhiên là thoạt nhìn khổng tước có chút không ngăn cản nổi độc tố của huyết độc phong, kinh hãi chính là độc tính mãnh liệt như vậy, cho dù giết chết con khổng tước này, không biết thịt của nó còn có thể ăn hay không, nữ hoàng chỉ huy đại kình ngư ngừng lại ở phía xa, cũng không trực tiếp đi qua, mặc dù là một con sinh vật siêu cấp thần huyết đã trúng độc, bọn họ cũng chưa chắc có năng lực chém giết, hiện tại còn không biết đến cùng là tình huống của con khổng tước kia như thế nào, tùy tiện đi qua rất có thể sẽ tòi mạng nghe nó kêu to như thế tựa hồ khí lực còn rất đủ chúng ta vẫn là ở đây đợi thêm vài ngày đi hàn sâm cũng đang có ý định này hiện tại đi qua mạo hiểm không bằng đợi lát nữa cho tổn thương của nó chuyển biến xấu thêm một chút thế nhưng mà ai biết lời của hàn sâm mới phát ra đột nhiên liền thấy nước biển bên cạnh đá ngầm bắn lên cao mấy chục mét một con quái vật màu tím khổng lồ từ trong biển chui ra càng tôm giống như là kim sắt nhanh như thiệp điện kẹp tới con khổng tước kia con tôm hùm màu tím kia vậy mà từ trong biển đi tới xem ra là không thể mò được chỗ tốt ở trên đảo đằng kia lúc này nó lại muốn giết khổng tước đang bị độc làm tổn thương khổng tước chúng độc đúng lúc ở trên mặt độc tố hình như đã ảnh hưởng tới đầu óc của nó không nhanh nhẹn giống như lúc trước nữa sau khi kịp phản ứng thì đã chậm tôm hùm đã kẹp lấy một cái cánh của nó khổng tước muốn bỏ qua tôm hùm đã không có khả năng cánh vỗ hai cái lại không thể dãy ruộng ngược lại là lông vũ của mình bị cắt đứt rất nhiều khổng tước lập tức giận dữ lông khổng tước sau lưng mở ra từng con mắt màu xanh lam đậm mở ra bắn ra ánh sáng màu lam kỳ dị lập tức làm cho mắt mở thần huyễn con tôm hùm kia cũng giống nhiều uống rượu say có chút đến không vững chỉ là tựa hồ như tôm hùm đã sớm tính tới sẽ có một chiêu như thế cắt gao kẹp lấy một cánh của khổng tước không buông mà kể con khổng tước kia được nó như thế nào cũng không thoát khỏi càng nó bắt giữ vỏ tôm hùm thật sự là quá cứng rắn khổng tước cũng không có biện pháp nào ngược lại là máu tươi trên cánh của mình lại bắn ra tung tóe đã bị bẻ gãy rất nhiều lông vũ da thịt cũng đã chóc ra nhìn hai con sinh vật khủng bố uốn éo đánh nhau nữ hoàng cũng đã nhắm mắt lại quay lưng đi không dám nhìn tới ánh sáng màu lam kia mặc dù khoảng cách rất xa nhưng mà uy lực của ánh sáng màu lam của khổng tước vẫn còn chỉ nhìn tới đã bị chóng mặt thiếu chút nữa đã ngã vào trong biển hàn sâm cũng giống như vậy chỉ là sau khi hắn mở ra khóa ghen cho dù đưa lưng về phía hai sinh vật siêu cấp thần huyết kia nhưng vẫn có thể xem rõ ràng bọn nó chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng gì mặc dù sức chiến đấu của khổng tước vẫn rất nghịch thiên nhưng mà dù sao cũng đã trúng độc lại bị tôm hùm tới gần người thoạt nhìn thì tám chín phần mười là đã chết chắc bị giết cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi hàn sâm âm thầm tính toán trong lòng phải như thế nào mới có thể lấy được một chút chỗ tốt đá ngầm vang tung tóe sóng dần ngập trời khối đá ngầm to lớn kia không chịu nổi hai con hung thú tàn sát bừa bãi khối lớn nam thạch vang tung tóe chỉ lát nữa sẽ không chịu nổi hoàn toàn bị đánh sập con tôm hùm kia ỉ vào giáp sắc cứng rắn đôi càng tôm kẹp lấy khổng tức liều mạng kéo vào trong nước đối với khổng tức liên tục mổ nó căn bản không quan tâm mặc dù khổng tức liều mạng dãy ruộng nhưng mà chỉ cần đá ngầm hoàn toàn nứt vỡ nó bị kéo vào trong nước cũng chỉ là vấn đề thời gian tại sao con tôm hùm này lại không bị trúng độc trong lòng hàn sâm buồn bực nhưng mà những khổng tức biểu hiện ra sức chiến đấu vừa rồi nếu như bọn họ tùy tiện xông lên chỉ sợ sẽ là bánh bao thịt ném chó một đi không trở lại oành đã qua hai đến ba giờ rốt cục đá ngầm không chịu nổi nữa đã hoàn toàn nứt vỡ khổng tước lập tức bị tôm hùm kéo vào trong nước biển mặc dù khổng tước ở trong nước biển vẫn bắn ra ánh sáng màu lam nhưng cũng đã không lớn bằng lúc trước nữa hiệu quả áp chế đối với hàn sâm và nữ hoàng cũng đã nhẹ hơn rất nhiều lúc này nữ hoàng mới xoay người lại nhìn về trong nước biển đã thấy ánh sáng màu lam lập lòe ở phía dưới nước biển cuồng bão bắt đầu khởi động giấy lên sóng lớn cao hơn 10 mét thanh thế dọa người tới cực điểm sinh vật khủng bố như thế nếu như nhân loại chúng ta muốn chém giết thật sự là quá khó khăn nữ hoàng thở dài một tiếng nếu như chính chúng ta đi giết tự nhiên là không có khả năng gì nhưng mà hiện tại cũng là một cơ hội hàn sâm lại vẫn nhìn con sóng lớn kia trong mắt tràn đầy vẻ tham lam dù là khổng tước bị độc làm cho tổn thương cũng không phải là bọn họ có thể chém giết được nhưng mà hiện tại khổng tước đã bị tôm hùm kéo vào trong biển hơn nữa càng kéo càng sâu mắt thấy đã sắp không sống nổi nữa có lẽ là có cơ hội nhặt được món hời muốn nói cùng tôm hùm đoạt thịt khổng tước đương nhiên hàn sâm không dám cũng không có năng lực kia nhưng mà nếu chỉ nhân cơ hội đi xuống có lẽ sẽ đạt được thu hồn cũng không chừng cậu muốn làm gì nếu hoàng nhíu mày nhìn về phía hàn sâm cô ở đây chờ tôi một chút hàn sâm nói xong cũng đã nhảy vào trong nước trực tiếp lặn vào trong biển tiểu ngân hồ vẫn nằm trên bờ vai hàn sâm móng vuốt nhỏ ôm thật chặt cổ của hàn sâm đi theo hàn sâm cùng một chỗ xuống dưới biển bởi vì hai con hung thú đại chiến ở trên biển sóng lớn bốn phía bắt đầu khởi động có đôi khi thân thể hàn sâm bị sóng đánh xoay loạn trong nước vậy mà không khống chế nổi thân thể của mình nhưng mà khá tốt là hắn có thể tự do hô hấp ở trong nước cũng không sợ ngâm nước cùng lắm là phải bỏ thêm một chút thời gian mà thôi tôm hùng liều mạng kéo khổng tước vào vùng biển sâu mà mặc dù khổng tước dùng sức dãy giụa nhưng mà hiển nhiên không có tác dụng gì, bị tôm hùm từng chút kéo vào trong biển sâu. Hàn Sâm đuổi theo hai con hung thú cùng một chỗ lẻn vào biển sâu, thời khắc quan sát thế cục, hy vọng có thể tìm được một cơ hội để xuất thủ. Mặc dù con khổng tước không có kỹ năng bơi, nhưng mà ở trong biển vẫn vô cùng hung hãn, thoạt nhìn nhất thời nửa khắc cũng không dễ dàng bị tôm hùm giết chết như vậy. Chương 615, ám sát khổng tước Hàn Sâm một mực lặng lẽ đuổi theo tôm hùm lặn xuống ngàn mét bên trong biển sâu, ánh sáng màu lam trên người con khổng tước kia mới dần dần ảm đạm xuống, thoạt nhìn đã sắp không chịu được nữa rồi xương cánh của nó đã bị tôm hùm bẻ gãy chỉ còn da thịt dính lại một ít máu không ngừng từ trong miệng vết thương tràn vào trong nước biển nhuộm nước biển bốn phía thành màu đỏ bừng chỉ có lúc ánh sáng màu lam thỉnh thoảng sáng lên mới có thể nhìn rõ ràng trạng thái của con khổng tước kia bộ mặt của khổng tước đã thối giữa không còn hình dáng gì hơn nữa lại phải chiến đấu vào nước biển trùng kích da thịt cũng đã nát lộ ra xương cốt bên trong chỗ khác trên thân thể cũng bị đứt gãy nguyên bản lông đuôi xinh đẹp đã bị tôm hùm cắt dụng đi rất nhiều thoạt nhìn đâu còn là một con khổng tước kiêu ngạo nữa càng giống như là một con gà rừng trụi lông, quả nhiên vẫn phòng ngự cao cho bò hơn, hao tổn cũng có thể chết người. Hàn Sâm thầm than trong lòng, năng lực của con khổng tước kia hoa lệ mạnh mẽ, nhưng mà giết không chết tôm hùm thì đều vô dụng, cuối cùng vẫn bị tôm hùm giết chết. Hàn Sâm đối với con tôm hùm kia thì ngay cả một chút hứng thú cũng không có, liền sinh vật siêu cấp thần huyết như khổng tước cũng không đánh chết đó, chỉ để lại một ít vết thương ở bên trên xác tôm hùm, hắn thì càng thêm không cần suy nghĩ, âm kình xuyên qua cũng vô dụng, căn bản không gây thương tổn cho tôm hùm nổi. Mắt thấy khổng tước đã sắp nghèo, Hàn Sâm lặng lẽ lặn tới, màu máu đỏ ở trong nước biển cũng có thể che giấu một chút tung tích của hắn. Lúc Hàn Sâm cách chúng nó còn có 10 mét, Tôm Hùm vẫn không phát hiện ra Hàn Sâm, nó đang hưng phấn xé rách thịt trên người Khổng Tước nhét vào trong miệng. Khổng Tước đã không có lực lượng chống cự nữa, hai mắt đã trở nên trắng lóa, nước biển một mực không ngừng rót vào trong miệng nó, chỉ là lúc bị Tôm Hùm xé toang ra thịt mới có thể khiến cho thân thể của nó hơi động một cái. Hàn Sâm gọi cổ thần kiếm ra, nắm thật chắc ở trong tay, tốt xấu gì thì đây cũng là một thanh kiếm thần huyết bạo tàu, nếu như có thể đánh trúng chỗ hiểm, cũng có thể thu hoạch được tính mạng của Khổng Tước đương nhiên chủ yếu mà hàn sâm nhắc tới là miệng vết thương đã bị tôm hùm làm trọng thương hàn sâm cẩn thận điều chỉnh vị trí của mình không cho tôm hùm nhìn thấy sự hiện hữu của mình chậm rãi đi tới bên cạnh khổng tước hàn sâm vẫn quan sát vết thương trên người khổng tước rất nhiều nhưng mà hắn lại chỉ có một lần cơ hội nếu động thủ thì sẽ kinh động tới con tôm hùm đang đắm chìm ở trong khoái cảm ăn uống cho nên hàn sâm phải một kích thành công nếu không thì sẽ không có cơ hội thứ hai rồi tổn thương trên cánh khổng tước là nghiêm trọng nhất nhưng mà cho dù một kiếm đâm vào hiển nhiên cũng không phải vị trí chí mạng mặc dù trên người khổng tước cũng có chút tổn thương thoạt nhìn rất thê thảm nhưng mà đó cũng không phải là tổn thương chí mạng chính thức chí mạng của khổng tước là đã bị đầy vào trong nước quá lâu trong chiến đấu bị uống vào rất nhiều nước biển là bị chết đuối đấy những vết thương đó không phải là nguyên nhân chủ yếu hàn sâm nhìn tới nhìn lui nếu quả thật muốn một kiếm chí mạng như vậy vẫn chỉ có thể từ chỗ tổn thương do ong độc lưu lại ra tay chỗ khác khác đều vô dụng mặt khổng tước đã hoàn toàn hư thối trong hốc mắt còn có dịch máu đang tràn ra xem ra liền đầu óc của nó cũng đã bị độc tố xâm lấn lợi hại hàn sâm cẩn thận né tránh những huyết tương màu đỏ đó mặc dù màu sắc không khác máu bình thường nhưng mà những huyết tương đó lại ở trong nước biển ngưng tụ thành từng đoàn không giống máu bình thường trực tiếp tan ra ở trong nước biển hàn sâm mượn thân thể khổng tước cùng nước máu che chắn dần dần đã đến gần con khổng tước con tôm hùng cực lớn đang dốc sức liều mạng xé rách thịt khổng tước kia cũng không chú ý tới thân ảnh nhỏ như hàn sâm điều này khiến cho hàn sâm rất hưng phấn nếu như hắn sớm bị phát hiện vậy cũng chỉ có thể rút lui hàn sâm không cho là mình có tư cách ở trong biển chiến một trận với tôm hùng mặc dù xem ra tôm hùng không khủng bố giống như ông độc nhưng mà giáp sát của nó thật sự quá cứng rắn hơn nữa tốc độ ở trong nước khẳng định nhanh hơn hàn sâm hàn sâm không dám đi trêu chọc nó nếu như là ở trên lục địa có lẽ hàn sâm còn có thể cùng nó nhau một chút hiện tại chỉ có thể hy vọng không bị nó phát hiện cũng may là vận may của hàn sâm không tệ cho đến tận lúc hàn sâm dán vào thân thể khổng lồ của khổng tước vẫn không bị tôm hùm phát hiện ra chỉ là muốn đâm trúng hốc mắt khổng tước lại có một chút phiền toái tôm hùm cơ hồ đối diện với đầu khổng tước nếu như hàn sâm xung quanh như vậy nhất định sẽ bị tôm hùm nhìn thấy hàn sâm dán ở trên thân thể khổng tước chờ đợi trong chốc lát từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội nào nhưng khi nhìn bộ dạng của khổng tước tựa hồ như đã sắp chết hẳn đầu có chút vô ý thức đong đưa theo nước biển liền bị tôm hùm xé thịt ăn cũng chỉ có phản ứng hơi yếu ngay cả động đậy cũng không tính chỉ hơi hơi run rẩy như vậy mà thôi, không được, không thể đợi thêm được nữa. chờ đợi thêm nữa thì con khổng tước này sẽ chết hẳn rồi. chỉ có thể liều mạng thôi. Hàn Sâm cắn răng, nắm chặt cổ thần kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc, chọc vào đầu khổng tước. cổ ta chú cùng bão ngọc nguyên dương công đồng thời phát động, bên trong song thận tuôn ra vô hạn tinh lực, trái tim giống như động cơ điên cuồng vận chuyển, lập tức đẩy lượng của Hàn Sâm tới đỉnh phong. Hàn Sâm không có lựa chọn tuyết nữ biến thân, mà là biến thành yêu tinh nữ hoàng. hiện tại hắn càng cần thị lực mạnh mẽ dùng để phán đoán đầu lâu của khổng tước đong đưa cùng nhất cử nhất động của tôm hùm. linh giác mạnh mẽ được triển khai tất cả đều hiện ra trong đầu hàn sâm hắn đang dự phán tất cả tình huống có thể xảy ra ra tay trực tiếp như vậy nhất sẽ dẫn tới sự chú ý của tôm hùm đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chạy chối chết có thể ở trong nước tránh được tôm hùm truy kích hay không quan hệ đến cái mạng nhỏ của hàn sâm hắn không dám có một chút chủ quan nào rốt cục hàn sâm nhìn đúng một cơ hội không hề có bất kỳ do dự nào trực tiếp ở trong nước mạnh mẽ xung lên giống như ngư lôi vò tới phía trước khổng tước cổ thần kiếm hùng hăng đâm xuống hốc mắt khổng tước trong tích tắc hàn xâm động thủ tôm hùng rốt cục đã phát hiện ra hắn nguyên bản cái càng đang xé rách ra thịt khổng tước tựa như tia chớp đánh úp về phía hàn xâm ánh mắt của hàn xâm lạnh như băng sau khi băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa ghen khiến cho cả người hắn đều trở nên lạnh lão vô tình hoàn toàn không có sợ hãi đối với tử vong cái càng của tôm hùng thật sự là quá nhanh hàn xâm biết nếu như một kiếm này của mình đâm xuống khẳng định không trốn thoát được cái càng của tôm hùng rồi nhưng nếu như hiện tại hàn sâm né tránh như vậy hắn sẽ không còn có cơ hội thứ hai để ám sát khổng tước nữa chỉ có thể lập tức đào tàu trong mắt tràn đầy hờ hững cổ thần kiếm không chút do dự tiếp tục đâm tới hốc mắt khổng tước đồng thời triệu hoán ra áo giáp hoàng kim cùng ma văn thạch giáp yêu tay kia chụp về phía cái càng của tôm hùm đang lao đến phóc cổ thần kiếm đâm vào trong hốc mắt khổng tước thân kiếm dài hơn bốn thước hoàn toàn chui vào trong hốc mắt không gặp phải trở ngại gì quá lớn cơ hồ cũng ngay lúc đó cái càng lớn màu tím đen của tôm hùm cũng đã nện tới trước mặt hàn sâm hàn sâm vỗ một trường lên bên trên bành trường của hàn sâm bị đánh bật trở về nện lên trên ngực mình cả người giống như viên đạn ở trong nước biển bay ra xa hơn 10 mét mạnh mẽ há mồm phun ra một ngụm máu tươi